Vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái phần mềm quản lý công nợ của phần mềm toàn cầu về cái mô hình vật liệu xây dựng hay là điện nước. Thì khách hàng bán hàng cho cái vật liệu xây dựng thì luôn là băn khoăn và càng lăn tăn về vấn đề là công nợ của khách hàng. Thì hôm nay mình sẽ nói về công nợ đó để tính tiền một hóa đơn cho khách hàng công nợ như thế nào và thu nợ như thế nào, và cái bản kê chi tiết công nợ như thế nào để cho nó chặt chẽ và để cho cái khách hàng người ta không thắc mắc, và cái bên người bán hàng chủ cái tiệm hàng yên tâm hơn và có chính xác hơn là như thế này. Đầu tiên khi mình bán hàng, khi một khách hàng quen hay là một cái công trình nào đó thì tới mua hàng, thì mình sẽ gõ, đầu tiên mình gõ số điện thoại hoặc mình gõ cái thông tin người ta lên. Thì khi mình gõ lên thì những cái thông tin gần đúng thì hiện lên, rồi mình chọn số thông tin đó. Ví dụ như hai trong đây có hai khách hàng này, anh Tính và anh Thành. Ví dụ mình muốn chọn anh Tính, mình enter anh Tính, rồi mình sẽ nhảy qua cái trang bán hàng thì mình bán. Ví dụ như xi măng ở chữ C đi, thì chữ C đây thì hiện lên này, còn thấy không? Thì nó hiện lên cái mặt hàng là xi măng Hà Tiên. Thì mình nói luôn vấn đề là cái mặt hàng này, thấy không? Là có bao bao này và có giá bán này, giá bán hiện tại là 90 ngàn và hiện tồn kho là 480 bao và giá vốn là 70 ngàn. Nếu mình chọn một cái giá khác đi, mình chọn một cái giá sỉ thì nó sẽ là 85 ngàn bao, và chọn giá VIP đi nó sẽ là 80 ngàn bao, còn thấy không? Rất đơn giản, thấy không? Thì cái phần mềm của mình nó sẽ phân ra nhiều mức giá, thì mình áp dụng cho từng cái cửa khách hàng, từng như là đại lý hay là khách hàng bán lẻ hay là công trình. Chọn nó, mình nói lại đây, thì mình search chữ C là xi măng lên thì nó hiện xi măng hiện gần đúng nhất, rồi mình chọn cái mức giá thì nó hiện lên là hiện tại này là cái giá này, cái số lượng tồn kho này và cái giá vốn. Thì số lượng tồn kho hiện biết hiện tại số lượng bao nhiêu bao để mình sẽ cân đối mình bán cho khách hàng, rất là tiện cho mình là cái việc này. Rồi như giá sỉ, nếu nhiều khách hàng là giá sỉ thì mình chọn giá sỉ thì lên 85 ngàn, nếu như giá VIP thì lên lên 180 ngàn. Rồi nếu mình chọn thì mình enter, chúng ta mình chọn luôn. Rồi khách hàng mua bao nhiêu bao, như là bạn 10 bao, enter enter mình có chiết khấu không phải không? Thì khi mình enter thì trên này nó báo một lần nữa này, một lần nữa nó báo cho mình là thấy số tồn kho này và giá vốn này, rồi 10 bao đó. Trường hợp mình đã sự theo tên hay là theo mã của cái sản phẩm đó thì nó hiện lên cho mình rồi. Còn trường hợp nếu mình đã enter rồi, mình bán rồi, thì trong trường hợp này mình có thể mình điều chỉnh, mình đi nhập lại cái giá hoặc là mình có số lượng được. Ví dụ như đây số lượng 10 bao đây, mình click số lượng 10 này, mình có thể là nhập lại cái số lượng như 12 bao đó, hoặc là giá bán cũng vậy, mình chọn lại cái giá khác hoặc là mình quay lại bình thường. Chiết khấu mình cũng vậy, mình muốn chiết khấu không mình chịu đây. Rất là tiện cho mình là cái phần mềm này á, là nó tiện cho mình là mình thao tác cái nhiều cách thao tác, và thấy mình quên hay là mình nhớ mình chọn thao tác sau nó vẫn hiểu như vậy. Rồi tương tự như mình bán là cát đi, cát thì nó hiện lên hai loại cát là cát săn lấp và cát vàng xe tô, thì cũng tương tự như mặt hàng hồi nãy là xi măng thì nó hiện lên khối này. Các xây lắp là 300 ngàn một khối và có số lượng tồn kho là 2.997 khối tồn kho, và các xây tô là 400 ngàn khối, đó là giá VIP nha, còn là 1.991 ngàn khối. Rồi cũng y tương tự nha, nó nhiều giá, nó nhảy lên, thấy không? Thấy không? Giá này thêm một giá khác nhau. Như hồi nãy mình bán giá VIP thì có hóa đơn này tiếp tục là giá VIP. Khách hàng nào bán giá VIP một mặt hàng đầu tiên thì những mặt hàng tiếp theo nó đều là giá VIP, nó tuân theo. Rồi mình chọn cái xe tô đi, mình chọn 5 khối đi. Rồi, tương tự như vậy, đá. Đá. Đá 12 cũng như vậy luôn. Enter. Nó còn tồn rồi này. 984 khối này, 5 khối luôn. Rồi. Đó. Thì trường hợp này nếu như mình xem trước, mình view lên, mình view lên đây các bạn thấy không, thì nó hiện này tên công ty và số trong ngày hôm nay thì mình bán hóa đơn là đầu tiên, cho nên là có hóa đơn, số hóa đơn trong ngày này là số hóa đơn 01,
và khách hàng anh Tiến, điện thoại là 0909 313 809 và địa chỉ Quảng Ngãi. Và hiện giờ ngày tháng 5 và hóa đơn khách hàng, nghĩa là anh khách hàng Tiến này anh đã mua của mình là hai hóa đơn rồi. À, hai hóa đơn rồi. Rồi thì bán như thế này. Và tiền toán là 4.210.000 và nợ cũ của anh này, nợ cũ hiện tại là 2.575.000 và tổng thanh toán hóa đơn cũ hồ nói hiện tại là 6.785.000. À, rất rõ ràng. Rồi, mình view xong mình muốn thanh toán, mình bấm nút F12 này. À, các bạn thấy không? Trong trường hợp này nó hiện này, phải thanh toán hiện tại hóa đơn này là 4.210.000. Còn hóa đơn nợ cũ là 2.575.000. Tổng thanh toán hóa đơn và nợ cũ là 6.785.000. Nếu các bạn bấm vô đây trả đủ. Trả đủ. Nếu trả đủ thì hiện lên là 6 triệu là trả hết, mình đồng ý là sẽ trả luôn công nợ. Còn trường hợp nếu mình nhập vô đây số tiền là 4.210.000. Đó. 4.210.000. 4.210.000. Thì nó sẽ nợ lại số tiền lại là 2.575.000 này. Nếu mình trả đủ thì trả luôn công nợ và đơn này. Còn nếu mình nhập số tiền vào của hóa đơn này không thì nó sẽ nợ lại nợ cũ. À, còn trường hợp các bạn không nhập ô này thì nó sẽ nợ luôn số tiền là 4.210.000 này, là tổng nợ là 6.785.000. Mình đồng ý, mình thử đây. Đồng ý. Đây, đó, rất rõ ràng như này. Đó. Thì có hóa đơn mình thanh toán thực ra thì nó hiện là hóa đơn 3. Hóa đơn khách hàng là 3. Hóa đơn thứ nhất là trong ngày hôm nay là một hóa đơn đầu tiên và khách hàng này đã mua 3 hóa đơn. Đã mua 3 lần rồi. Là mình biết được vấn đề là cái ông khách này này, ông đã mua hóa đơn này là lần thứ 3. À, đây là hóa đơn khách mua, bô lần mua và hóa đơn là hóa đơn trong ngày. Dạ, rất là đó, mình cái nào đó, cái là mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách để tính tiền cho một khách hàng công nợ. Rồi mình thanh toán tiếp một khách hàng nữa đi. Rồi mình sẽ anh khách khác đi. Rồi anh chọn anh Thành đi. Anh Thành đã chưa nợ này. Rồi mình cũng bán tiếp xi măng. Mình không còn nốt cái này nữa, mình bán thôi. À, 20 bao đi. Rồi cát. Đó đi. 5 khối đi. Rồi mình cũng thanh toán. Thanh toán là 3.550.000, mình cũng công nợ, đồng ý. Đây mình sẽ in view, không cần in này, mình bỏ qua đi. Rồi. Bỏ qua mình in đi. Rồi. Là hiện tại mình sẽ bán hai hóa đơn. Thì hiện này, trong ngày hôm nay mình mới bán hai hóa đơn là hóa đơn điều công nợ. Thì hiện này nợ này, tổng nợ là 7.760.000. Trường hợp nếu mình bán một hóa đơn mà khách hàng lẻ đi, không cần khách hàng, bán lẻ. Cát. Cát săn lắp đi, bán 3 khối đi. Rồi xi măng. Bán 4 bao đi. Rồi mình thanh toán. Thanh toán, mình đồng ý. Không có khách hàng, mình nhập số tiền là khách hàng 1.560.000. 1.560. Rồi mình đồng ý. Đây là khách hàng. Thanh toán luôn, không công nợ. Thì nó sẽ vô công nợ này. À, mình vô công nợ khách hàng. Thì trong đây nó có hai khách hàng nợ, thấy không? Khách hàng là anh Thành này. À, ngày 22 tháng 2 2024. Và anh Tiến ngày cũng 22 tháng 2 2024. Rồi, bây giờ mình muốn biết là xem tất cả các phiếu. Đây. Đây. Anh Thành mới nợ mới là 3.550.000 đồng, đã thu chưa? Và còn nợ là 3.550.000. Anh Tiến anh nợ là 11.785.000 và đã thu 5 triệu rồi. Còn nợ lại là 6.785.000. Và tổng công nợ của hai khách hàng là 10.335.000. Rất rõ ràng. Đó là cái công nợ chung của hai khách hàng. Rồi bây giờ mình muốn biết riêng anh Thành nợ gì, lít double đây. Đó, hiện lên cho mình đây. Muốn xem thì xem view. Đây. À, cái ngày 22 tháng 2 2024 này, anh Thành anh sẽ nợ là 3.550.000 với những cái mặt hàng nào. À, như là xi măng Hà Tiên là 20 bao, đá 1-2 là 5 khối. Tương tự để mình xem của anh Tiến. Mình xem của anh Tiến. Anh Tiến
Anh tính này. Đây. Anh tính đây. Đã thu khách hàng là 5 triệu. Và xi măng Hà Tiên là 20 bao và đá 1-2 là 5 khối. Đây. Mình sót đây, mình xem tính đi. Anh tính, link tiếp vô anh tính mình xem. Đây. Đây. Thì nó rõ ràng thế này. Bản đối chiếu công nợ anh tính thì ngày 20 tháng 2 2024 là anh mua những cái gì? Xi măng Hà Tiên là 5 bao, đá 1-2 là 5 khối, cát săn lấp là 3 khối, cát xe tô là 5 khối, đá 1-2. Đây là hai cái giá khác nhau. Mình vừa bán anh một hóa đơn là anh bán cái giá sỉ hoặc giá lẻ, một hóa đơn là bán giá VIP, cho nên nó chia làm hai hai giá khác nhau và công nợ thế nào. Rồi cuối cùng ngày 20 thu, ngày 20 tháng 2 2024 là thu 5 triệu đồng là thu nợ. Tiếp theo ngày 22 tháng 2 là anh sẽ mua tiếp hai hóa đơn nữa, là tổng đây công nợ hiện tại là 6 triệu 785 ngàn. Đó, rất rõ ràng. Cái này thì mình có thể là mình xuất ra Excel, mình in ra, mình gửi cho khách hàng rất rõ ràng. Đó là cái bản đối chiếu công nợ từng ngày. Đây là bản đối chiếu công nợ ngày nào mua cái gì. Nó sẽ ra từng chi tiết. Rồi đó là một cái chi tiết công nợ thôi. Rồi về mình muốn cái chi tiết khác này. Báo cáo ngân hàng. Báo cáo ngân hàng. Mình xem từ ngày 20 tới giờ đi. Rồi mình xem chi tiết khách hàng này. Rồi mình xem anh tính đi. Thì mình sẽ đối chiếu chi tiết từng hóa đơn. Hóa đơn nào thanh toán, hóa đơn nào công nợ mình click vào. Đây. Còn thấy không? Cái này thì không thể cãi được, tại vì khách hàng cũng ok và chủ cửa hàng cũng rất ok. Đó, trong có 3 cái hóa đơn. Riêng ngày 20 tháng 2 anh mua 2 hóa đơn và ngày 22 tháng 2 anh mua 1 hóa đơn. Thì ngày 20 tháng 2 là mua hóa đơn thứ nhất là những sản phẩm nào và tổng nợ là bao nhiêu. Tiếp theo ngày cũng hóa đơn thứ hai là mua những sản phẩm gì và công nợ là bao nhiêu. Và tiếp theo ngày 22 tháng 2 là mua những sản phẩm nào và công nợ bao nhiêu. Tổng số tiền là 11 triệu 785 ngàn. Rất rõ ràng. Mình sẽ xuất ra Excel có hóa đơn này mình đưa cho khách hàng. Khách hàng sẽ dò lại đúng cái chi tiết hay không. Rõ ràng đây. Mình sẽ đưa ra một thứ nhất là hồi nãy là mình in ra phiếu công nợ và trong đó có trả nợ rồi. Rồi sau đó mình sẽ đưa ra một cái báo cáo chi tiết khách hàng mua hàng cái phiếu như thế nào. Mình gửi tiếp chi tiết thứ hai. Đây. Bản kê chi tiết mặt hàng của khách hàng anh tính này. Cái nào nợ là nó ghi nợ rất rõ ràng đây, thấy không? Rõ ràng là tổng số tiền là bao nhiêu. Đó, đối chiếu như thế này thì khi mình người đi giao hàng đã có một cái phiếu đã giao ký cho giữa người nhận hàng và người bán hàng, thì mình xuất Excel tất cả những cái phiếu mặt cái hóa đơn mà khách hàng đã mua, mình xuất ra Excel, mình gửi mail hoặc mình gửi chụp hình Zalo mình gửi. Thì lúc này người mua hàng sẽ kiểm tra trên cái phiếu nhận hàng và so lại với phiếu mình gửi có đúng hay không. Là chắc chắn rằng là cái việc này là nó chính xác 100% giữa người mua hàng và người người bán hàng là có đúng hay không. Đó là cái bản xuất ra Excel. Rồi tiếp tục mình xuất một anh khác đi. Anh Thành đi. Anh Thành này nó vừa có là hóa đơn. Anh Thành này á nó vừa có là hóa đơn thanh toán và hóa đơn nợ. Đó thì hiện nay anh Thành này muốn xem một hóa đơn chi tiết bán hàng thì thế nào. Có này, ngày 20. Ngày 20 mua hai hóa đơn nhưng mà đã thanh toán không nợ này. Thấy không? Hóa đơn thứ nhất là 3 triệu 250 ngàn, hóa đơn thứ hai là 1 triệu 50 ngàn. Hóa đơn thứ ba của ngày 22 là nợ. 3 triệu 550 ngàn. Thì trong cột này này, cột ngày này thì nó có cái ngày mua hàng, ngày tháng năm mua hàng và nó không để nợ là đã thanh toán tiền mặt. Và có chữ nợ là trong này có 3 hóa đơn, trong đó có một hóa đơn nợ. Đó, như thế này. Mình cũng xuất ra Excel bằng xem đây. Đây. Thấy không? Đó, hóa đơn nào
thanh toán là để thanh toán thôi đó, còn nợ là để nợ, là nó sẽ ra tổng số tiền mua hàng của khách hàng đối chiếu lại hóa đơn thanh toán đầu là ok, hóa đơn mà chưa thanh toán là sẽ nợ. Rất rõ ràng cho mình, người lập phiếu ngày 22 tháng 2 2024 đó. Ok, đó là rồi. Xem mình quay lại cái công nợ, quay lại công nợ đây, công nợ. Rồi mình xem anh Thành đây, anh Thành đây. Tại vì ảnh không có cái chưa trả nợ và nợ một lần, vừa chưa thu nợ thì nó hiện ra số tiền thôi. Nếu trường hợp mà anh Thành anh thu nợ thì mình sẽ bấm vô đây mình thu nợ luôn này, thu nợ đây 3.550.000. Trường hợp nếu mà anh trả hết thì mình bấm in lưu in, không quẹt không in. Còn nếu anh trả một nửa đi, ví dụ anh trả là 2 triệu đi, còn lại nợ lại là 1.550.000 này, mình lưu in không lưu này, lưu không in. Rồi mình vô mình xem lại đây, rõ ràng không? Thì trong ngày hôm nay luôn, ngày 2 tháng 2 2024 là thu lại thu nợ 2 triệu, thì nó sẽ còn lại là nợ là tiền là 1.550.000. Đó là cái bản kỳ thu nợ. Rồi trường hợp tiếp theo, trường hợp mà khách hàng nợ hay không nợ, trường hợp này mình sẽ nhập vô biết luôn. Rồi khi mua hàng mới mình nhập vô như anh tí thì mình lập khách hàng lên, thì hiện là anh này nợ cũ là 6.785.000. Mà sẽ biết được công nợ của này là bao nhiêu, hoặc nếu mà anh mình nhập anh Thanh Thành, anh Thành còn nợ là số tiền là 1.550.000 đồng. Rất rõ ràng. Trường hợp này nếu ở ngoài này mình thu luôn cũng được, không cần phải vào trong kia, mình bấm thu nợ ra cũng được. Rất là tiện cho mình cái vấn đề đó. Quay lại đó, thì mình giải thích, mình nói là vì cái sơ qua đó là cái vấn đề bán hàng và lưu công nợ của từng khách hàng. Thì chủ cửa hàng đang băn khoăn là vấn đề là thu nợ, lưu nợ của phần mềm để tính tiền bán hàng cho cửa hàng phải được xây dựng thế nào, thì cái đây là rất chi tiết cho một cửa hàng rồi. Thì nó sẽ lưu được công nợ của tất cả khách hàng và trả ngày nào, và nó sẽ in tất cả cái hóa đơn chi tiết của từng mặt hàng từ nguyên một tháng hay là một tuần một năm, để mình in ra cái danh sách đó, ngày nào mua hóa đơn nào, nợ hay là tiền mặt, tất cả điều đó mình sẽ xuất Excel mình gửi của mình in ra gửi cho khách hàng, và khách hàng lại đối chiếu những hóa đơn đã ký và nhận hàng rất là chặt chẽ. Hôm nay mình giới thiệu sơ qua các vấn đề công nợ của phần mềm phần mềm xây dựng, thì mình sẽ giới thiệu video tiếp theo.